khi được nghe sư phụ Sách Tấn hát bài hát tán dương ân đức của Tam Bảo, trong tâm con đã bừng lên giai điệu của bài hát. Con với tâm niệm mình sẽ phải hát bài hát này thật hay để cúng dường lên Tam Bảo với một niệm tri ân sâu sắc tới sư phụ và chư tăng đã dìu dắt chúng con vượt qua những đau khổ trong cuộc đời này bằng giáo pháp cao quý của Phật. Mặt trời soi chiếu